Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga cắt đứt đường tiếp viện, siết vòng vây Ukraine ở pháo đài Donbass. Lực lượng Nga đã cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực tất cả các con đường dẫn đến Vuleda, đe dọa phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận miền đông. Tất cả con đường mà đối phương sử dụng để cung cấp nhân lực, thiết bị và đạn dược cho Vuleda đều đã bị cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực. Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga nói với hãng tin TASS của Nga hôm 26 tháng 9. Theo ông Rogov, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 1/3 khu định cư, các tuyến đường được sử dụng để tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở Vuleda đều đã bị Nga cắt đứt hoặc kiểm soát. Đối với Vuleda, những người ủng hộ Ukraine đang ẩn náu ở đó, tránh giao tranh trực tiếp và chỉ tấn công thị trấn bằng máy bay không người lái cảm tử, pháo binh và pháo phản lực, nguồn tin cho biết thêm. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin, một lãnh đạo thân Nga ở Donetsk, tuyên bố trận chiến giành lại Vuleda đã diễn ra và giao tranh đang diễn ra bên trong thị trấn này. Forbes dựa vào thông tin từ thực địa cho biết, lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU được cho là đã bắt đầu rút khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây Vuleda ở khu vực Donetsk. Ông Pushilin nói rằng việc kiểm soát Vuleda có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở tiền tuyến miền đông Ukraine. Từ Vuleda, Nga có thể tiến tới Poprok và Khurakhov một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc cách huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass. Theo nhóm phân tích Fontelezen Insight của Ukraine, hoạt động phòng thủ của Vuleda hiện có thể đang ở trong giai đoạn cuối. Các dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine, cụ thể là lữ đoàn 72, đã bắt đầu rút lui dần dần đến các vị trí phòng thủ sau các mối đe dọa gần đây của lực lượng vũ trang Nga đối với các bên sườn của thành phố. Trước đó, lữ đoàn 72 đã bám trụ mạnh mẽ ở Vuleda trong 31 tháng và ngăn chặn hàng loạt các cuộc tấn công của Nga năm ngoái, khiến Moscow thiệt hại hàng chục thiết giáp sau các đòn xuyên phá trực diện. Một chỉ huy bộ binh của lữ đoàn 72 của Ukraine được gọi là Uska ngày 24 tháng 9 cho biết lực lượng Nga đã dồn dập tấn công thị trấn Vuleda và tình hình ở khu vực này căng thẳng liên tục. Theo chỉ huy Ukraine, quân đội Nga đang tiến về phía Vuleda, cố gắng ập vào khu định cư này từ các hướng khác nhau dọc theo tiền tuyến. Andriy Kovalenko, giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết, vị trí của Vuleda trên vùng đất cao khiến nơi này trở thành một điểm phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, với đợt ném bom dẫn đường gần đây, lực lượng Nga đã phá hủy được nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn, giúp bộ binh Nga có thể tiến lên. Chiến lược tiêu thổ của Nga nhằm loại bỏ các chướng ngại vật khiến cho bộ binh Ukraine không còn nơi ẩn nấp. Andriy Kovalenko, quan chức tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng cho biết Nga đã phá hủy thị trấn Vuleda và đang cố gắng tiến công từ hai bên sườn. Thông tin từ các blogger quân sự và các quan sát viên cho thấy lực lượng Ukraine đang có nguy cơ bị Nga bao vây ở Vuleda. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Vuleda đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào năm 2022 và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của tỉnh Donetsk. Nằm cách Poprok, nút giao chiến lược ở Donetsk và trung tâm hậu cần huyết mạch ở miền đông Ukraine 50 km về phía nam, Vuleda thường được gọi là pháo đài vùng Donbass. Việc để mất Vuleda sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam của Poprok, một thành phố khác mà Ukraine phải vật lộn để giữ vững trong bối cảnh diễn ra các cuộc tấn công liên tục của Nga. Nga tuyên bố tiến vào thành phố pháo đài Vuleda. Quan chức Nga thông báo quân đội nước này đang tiến vào Vuleda, nơi được ví là thành phố pháo đài có ý nghĩa chiến lược ở tỉnh Donetsk. Denis Pushilin, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Moscow bổ nhiệm, hôm nay thông báo các đơn vị Nga đã tiến vào thành phố Vuleda và giao chiến với lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây. Hoạt động tác chiến đang diễn ra ở Vuleda, tập đoàn quân số 29 đang phụ trách khu vực này. Ông Pushilin nói và nhấn mạnh kiểm soát thành phố có ý nghĩa quan trọng với lực lượng Nga. Igor Kimakowski, cố vấn của ông Pushilin, trước đó cũng thông báo lực lượng Nga đang tạo thế gọng kìm và áp sát Vuleda từ hai phía.
Quân đội Ukraine gần như không thể luân chuyển và tăng viện cho lực lượng trong thành phố, thậm chí là đang tìm cách rút các đơn vị xung kích, chủ lực khỏi đây, ông Kimakowski cho hay. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về tình hình ở Ulyda. Trong bản tin chiến sự cùng ngày, cơ quan này tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân Nam đã kiểm soát khu vực Ostroy và Gigorovska thuộc tỉnh Donetsk. Làng Ostroy nằm trên mũi tiến công của Nga nhằm về hướng thành phố Khurakhovo, một trong các mặt trận chủ yếu tại tỉnh Donetsk, còn làng Gigorovska nằm ở phía bắc thành trì Chersozha. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 25 tháng 9 thông báo có 8 cuộc giao tranh ở Ulyda trong vòng 24 giờ và tuyên bố chặn 7 đợt tấn công của Nga. Các trận đánh đang diễn ra, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn kiểm soát tình hình, cơ quan này tuyên bố. Vadim Filyashkin, tỉnh trưởng Donetsk do Kiev bổ nhiệm, nói rằng quân chủ lực của Nga chưa tiếp cận ngoại ô Ulyda, song các nhóm trinh sát đã hiện diện tại khu vực này. Binh sĩ Ukraine đang cố gắng đẩy lùi đối phương, Nga chưa kiểm soát được Ulyda, ông cho biết. Khác với các thành phố thông thường, Ulyda không có những căn nhà biệt thự mà chủ yếu là các tòa nhà chung cư nhiều tầng được xây dựng từ thập niên năm 1960. Điều này khiến nó được ví như thành phố pháo đài nhờ chênh lệch độ cao với khu vực xung quanh và các tòa nhà cao tới 27 mét có thể gia cố để làm lô cốt. Những yếu tố trên khiến cho Ulyda trở thành mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở Tây Nam Donetsk, cho phép nước này kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh, ngăn các đơn vị Nga thọc sườn hàng loạt thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt Donetsk-Volnovakha cho mục đích quân sự. Giành được Ulyda sẽ giúp lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến then chốt của Ukraine tại tỉnh Donetsk, thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực và cải thiện khả năng phòng thủ thành phố Melitopol gần đó. Trong hơn 2 năm xung đột, Nga nhiều lần triển khai chiến dịch công phá thành trì Ulyda nhưng chưa thành công, thậm chí còn hứng chịu tổn thất nặng nề. Các chỉ huy Nga tại thực địa đã hứng chịu chỉ trích dữ dội vì những thiệt hại nghiêm trọng trong chiến dịch này. Nhiều chuyên gia phương Tây và quân nhân Ukraine gần đây thừa nhận Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong 2 năm qua tại vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, bất chấp Kiev mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk để buộc đối phương điều chuyển quân về đối phó. Ông Putin đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga. Ông Putin công bố loạt đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân, trong đó cho phép Nga dùng vũ khí nguyên tử nếu bị không kích quy mô lớn. Tại phiên họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước này cần cập nhật học thuyết hạt nhân do tình hình chính trị và quân sự thế giới đang thay đổi liên tục. Nga và các đồng minh đang phải đối mặt với những mối đe dọa và rủi ro mới nổi, ông nói. Tổng thống Nga đề xuất hàng loạt sửa đổi về học thuyết hạt nhân, trong đó có mở rộng danh sách những mối đe dọa quân sự nằm trong phạm vi áp dụng chính sách răn đe. Hành động hung hăng của một quốc gia phi hạt nhân, nếu có sự tham gia và hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân, sẽ bị coi là đòn tấn công chung nhằm vào Nga, ông Putin nói khi đề cập đến một trong những điều kiện cho phép Moscow đáp trả bằng vũ khí nguyên tử. Ông chủ điện Kremlin không nêu tên quốc gia cụ thể, song truyền thông Nga nhận định điều này nhắm đến trường hợp Ukraine, quốc gia phi hạt nhân, sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Cũng trong phiên họp, Tổng thống Putin nói rằng Moscow sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nhận được thông tin đáng tin cậy về một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Nga bằng tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, phi cơ chiến thuật và chiến lược, tên lửa siêu vượt âm và các vũ khí khác. Việc ông chủ điện Kremlin đề cập UAV được cho là động thái đáng chú ý do Ukraine thường xuyên sử dụng loại khí tài này để tấn công mục tiêu trong đất Nga. Tổng thống Putin cũng đề xuất mở rộng ô hạt nhân cho Belarus, cho rằng Nga bảo lưu quyền sử dụng vũ khí nguyên tử khi xuất hiện hành động gây hấn nhằm vào hai nước, trong đó có đòn tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa nghiêm trọng chủ quyền của hai quốc gia. Ông cho biết đã thống nhất với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về tất cả những điều này. Theo TASS, các đề xuất hiện mới ở dạng dự thảo cần được Tổng thống Putin thông qua trước khi có hiệu lực. Tổng thống Nga không nói khi nào sẽ phê duyệt những đề xuất này. Học thuyết hạt nhân hiện hành của Nga được thông qua vào năm 2020, trong đó quy định 4 trường hợp Moscow cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử. Thứ nhất là nếu Nga nhận được thông tin đáng tin cậy rằng tên lửa đạn đạo đã được phóng về hướng nước này hoặc đồng minh. Trường hợp thứ hai là vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt được sử dụng để chống lại Nga hoặc đồng minh.
Tiếp theo là trường hợp kẻ thù của Nga có hành động nhằm vào cơ sở quân sự nhà nước quan trọng, có thể làm gián đoạn năng lực phản ứng của lực lượng hạt nhân. Và cuối cùng là kịch bản Moscow bị tấn công bằng vũ khí truyền thống có khả năng đe dọa đến tổn vong quốc gia. Tổng thống Putin đầu năm nay cho rằng Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với các mối đe dọa mới từ NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hồi tháng 6 mô tả, học thuyết hạt nhân hiện của Moscow là quá chung chung, nhấn mạnh Nga cần nói rõ, cụ thể và chắc chắn hơn về những gì có thể xảy ra nếu phương Tây tiếp tục leo thang, ám chỉ khả năng Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, viện trợ để tập kích vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nga đăng video bom lượn tập kích kho chứa 250 UAV của Ukraine. Nga công bố video bom dẫn đường UMPK tập kích nhà máy hàng không tại Zaporizhia, tuyên bố phá hủy khoảng 250 UAV các loại của Ukraine tại đây. Khoảng 250 máy bay không người lái UAV các loại đã bị phá hủy sau cuộc không kích bằng bom 500kg gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK nhằm vào nhà máy kho chứa thuộc doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không Motosik ở thành phố Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay. Quân đội Nga cũng công bố video quay bằng camera ảnh nhiệt trên UAV trinh sát, cho thấy các vụ nổ, đám cháy và cột khói tại khu vực bị nhắm mục tiêu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nga kiểm soát khoảng 73% diện tích tỉnh Zaporizhia. Đây cũng là một trong 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi cuối năm 2022. Tuy nhiên, thành phố thủ phủ Zaporizhia hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Motosik là một trong những nhà sản xuất động cơ phản lực cho máy bay và trực thăng lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hãng chế tạo và lắp đặt động cơ tuabin cho tàu biển nổi tiếng. Công ty kế thừa nhiều công nghệ sản xuất động cơ phản lực từ thời Liên Xô. Truyền thông Nga cho biết, quân đội nước này vào những ngày qua đã tăng cường tập kích loạt mục tiêu ở thành phố Zaporizhia, trong đó có đòn đánh bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào xưởng sản xuất động cơ UAV của Motosik ở Zaporizhia hôm 23 tháng 9, khiến tòa nhà bị phá hủy một phần. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 9 cho biết Nga đã thả hơn 900 quả bom lượn nhằm vào các mục tiêu Ukraine trong vòng một tuần. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng SDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom dẫn đường gắn bộ UMPK có thể bay xa 50-70 km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga cắt bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Mối đe dọa ngày càng lớn hơn từ bom UMPK buộc quân đội Ukraine phải điều động các hệ thống tên lửa như Patriot và S-300 ra tiền tuyến để đối phó, dù điều đó cũng tăng đáng kể rủi ro với chính những tổ hợp này. Mỹ viện trợ quân sự 8 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine đối phó Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo nước này sẽ viện trợ hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để nâng cao năng lực quân sự. Ngày 26 tháng 9, ông Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự Ukraine hơn 8 tỷ đô la Mỹ để giúp Kiev chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông chủ Nhà Trắng đã chọn thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm Mỹ để đưa ra cam kết quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine. Khoản viện trợ bao gồm các loại vũ khí, trong đó có bom lượn dẫn đường chính xác có tầm bắn lên tới 130 km. Ông Biden cho hay việc hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine và một loạt các hành động bổ sung để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này, ông Biden cho hay. Phần lớn khoản viện trợ mới 5,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ trước khi kết thúc năm tài chính của Mỹ vào tuần tới. Khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ còn lại nằm trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép Mỹ mua vũ khí viện trợ Ukraine từ các công ty thay vì rút chúng khỏi kho dự trữ của Washington. Gói viện trợ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và vũ khí không đối đất, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hỗ trợ các yêu cầu bảo dưỡng và duy trì của nước này. Ông Biden cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm một khẩu đội phòng không Patriot và nhiều tên lửa Patriot hơn.
Ông cũng yêu cầu Lầu Năm Góc mở rộng chương trình đào tạo cho phi công F-16 của Ukraine, bao gồm việc hỗ trợ đào tạo thêm 18 phi công vào năm tới. Để chống lại việc Nga lách qua các lệnh trừng phạt, Mỹ phá vỡ hệ thống mà ông Biden gọi là mạng lưới tiền điện tử toàn cầu, phối hợp với các đối tác quốc tế. Ông Biden cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine. Ukraine phụ thuộc 80% vào viện trợ quân sự của phương Tây để đối phó Nga. Kiev gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Emerov cho biết: "Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine, trung tâm điều phối nhà tài trợ quốc tế. Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác." Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Emerov ngày 25 tháng 9 cho biết. Khi được hỏi mục tiêu chính của Ukraine trong năm tới, ông Umerov nói: "Kiev đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch cho năm 2025 đều được thực hiện." Ông lưu ý những hoạt động đó có thể bao gồm việc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa. "Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi việc và giờ đây chỉ cần sự hỗ trợ của các đối tác, đặc biệt là tài chính," ông cho biết thêm. Tiết lộ của ông Umerov về mức độ phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quân sự phương Tây được đưa ra sau khi Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết Kiev đã phải tranh cãi về tốc độ bàn giao viện trợ phương Tây thông qua các cuộc đàm phán cực kỳ phức tạp. Ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn. Cách Nga ứng phó chiến thuật lấy UAV trị UAV của Ukraine. Trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn máy bay không người lái Nga, Moscow đã tìm cách để thích nghi. Kiev Post dẫn lời cố vấn quân sự Ukraine Sergei Flash Bereshchenkov cho biết Nga đã bắt đầu lắp đặt camera chiếu hậu trên UAV chính sát để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV phòng không của Ukraine. Sự thay đổi này được phát hiện khi lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của Nga được cho là mẫu Zala-42. Phần xác của UAV cho thấy được trang bị camera chiếu hậu cỡ nhỏ. Theo chuyên gia quân sự của Ukraine, Defense Express, camera này cho phép máy bay không người lái theo dõi phần phía không gian ở phía sau để phát hiện các mối đe dọa đang bay tới như là máy bay không người lái FPV của Ukraine. Trước đó, Defense Express đưa tin Ukraine đang ngày càng sử dụng UAV FPV nhiều hơn để nhằm mục tiêu vào các mắt thần trên không của Nga. Điều này buộc Nga phải tìm ra biện pháp đối phó. Một trong những cách Nga thực hiện đó là gắn đinh lên UAV chính xác để sử dụng trong các trận không chiến. Theo phương tiện truyền thông Nga, một giảng viên từ một trường đào tạo UAV chính xác tiền tuyến và máy bay không người lái FPV giải thích rằng Moscow gắn đinh vào UAV của mình rồi tiếp cận với UAV của đối phương từ phía trên. Đinh sẽ làm hỏng cánh quạt của máy bay không người lái của đối phương, khiến nó bị rơi. Mục tiêu là để máy bay không người lái gắn đinh trở về mà không bị hư hại, không giống như các chiến thuật trước đây là dùng một UAV đổi lấy một UAV. Tuy nhiên, Kiev Post dẫn các nguồn tin bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của chiến thuật mà Nga thực hiện. Ví dụ, việc gắn camera lên UAV trinh sát sẽ giúp cho thiết bị có tầm quan sát toàn cảnh. Nhưng dòng UAV này không có tính cơ động cao như tiêm kích, không thể thực hiện các động tác nhào lộn để chuyển hướng, né tránh UAV FPV của Ukraine. Defense Express nhận định mức độ hiệu quả của việc này có vẻ như hạn chế. Trong khi đó, Kiev Post dẫn lời một người vận hành UAV của Ukraine cho rằng chiến thuật gắn đinh lên UAV có thể không hiệu quả khi nó làm tăng khối lượng của vũ khí lên một cách không cần thiết và có thể có ít lợi thế thực tế trong chiến đấu. Mặc dù vậy, Defense Express ghi nhận việc Nga đã liên tục nâng cấp và thử nghiệm các biện pháp đối phó với UAV Ukraine trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy Nga nỗ lực thích nghi khi UAV ngày càng trở thành vũ khí lợi hại trên tiền tuyến nhờ giá rẻ, số lượng lớn và khả năng tấn công chính xác vào mục tiêu.
Kyiv Post nhận định Nga sẽ sớm có thêm các biện pháp ứng phó mới và một phương án được kể tới là tích hợp thiết bị tác chiến điện tử lên UAV chính sát để gây nhiễu UAV FPV của Ukraine. Ngoài ra, Nga thậm chí còn sơn UAV Zala của họ bằng màu đen và trang trí thêm các dấu hiệu giống với lực lượng Ukraine như một cách để ngụy trang và qua mặt đối thủ. Ngày 25 tháng 9, khi mối quan hệ Nga-Iran ngày càng được củng cố trong thời gian gần đây, tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc Iran không ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Điện Kremlin phải đưa ra phản hồi. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng trấn an Tehran rằng Moscow sẵn sàng làm rõ lập trường của mình về cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự tương tác tích cực và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông Peskov cũng ghi nhận lập trường độc lập của Iran, ám chỉ rằng hai quốc gia vẫn duy trì một mối quan hệ vững chắc, dù có sự khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề. Ông Pezeshkian đã phủ nhận việc Tehran cung cấp tên lửa cho Nga và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ rằng ông sẵn sàng đối thoại với phương Tây. Vào đầu tháng 9, Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine, khiến Washington phải áp dụng thêm lệnh trừng phạt đối với Iran. Iran bác bỏ cáo buộc này là chiến tranh tâm lý, trong khi ông Peskov đưa ra phản hồi chung chung, gọi Iran là một đối tác quan trọng nhưng lưu ý rằng những thông tin như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Theo các chuyên gia Nga, việc Tổng thống Pezeshkian lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể được hiểu là một nỗ lực của Tehran nhằm cải thiện quan hệ với phương Tây. Việc Iran lên tiếng phản đối hành động của Nga ở Ukraine cũng có thể là một bước đi chiến thuật nhằm tránh bị cuốn vào cuộc đối đầu toàn diện với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Mặc dù mối quan hệ giữa Tehran và Moscow đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây, nhưng Iran vẫn cố gắng duy trì một số khoảng cách để có thể điều chỉnh mối quan hệ của mình tùy thuộc vào tình hình quốc tế. Iran có thể đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận giảm nhẹ các lệnh trừng phạt từ phương Tây, trong khi vẫn giữ được sự ủng hộ của Nga. Nhìn chung có sự khác biệt về quan điểm trong cuộc xung đột Ukraine, mối quan hệ giữa Nga và Iran vẫn dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì ở mức độ hợp tác cao. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Pezeshkian sẽ có cuộc gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10 tới tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, nơi hai bên có thể trao đổi thêm về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc chiến tại Ukraine. Iran tuyên bố sẽ ủng hộ Liban bằng mọi cách. Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẽ ủng hộ Liban bằng mọi cách nếu căng thẳng giữa Hezbollah và Israel tiếp tục leo thang. Khu vực đang đứng bên bờ vực thảm họa toàn diện, thế giới sẽ đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu tình hình không được kiểm soát. Iran sẽ đồng hành ủng hộ người dân Liban bằng mọi cách, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9. Ông Araghchi cáo buộc đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định. Bình luận được đưa ra khi giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban ngày càng tăng nhiệt, đặt ra nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9 nhóm họp khẩn về căng thẳng ở Trung Đông. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannon chỉ trích Iran là động lực thúc đẩy bất ổn lan rộng khắp khu vực, nhấn mạnh Tel Aviv không muốn hướng tới chiến tranh toàn diện nhưng đang bị tấn công. Trong 24 giờ qua, miền Bắc và miền Trung Israel đã phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng nghỉ. Hơn 150 rocket đã tập kích sâu vào lãnh thổ Israel, ông nói. Trong khi đó, Thủ tướng Liban Najib Mikati cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền khi triển khai tiêm kích và máy bay không người lái UAV vào không phận nước này, gây ra những tổn thất về người cho dân thường và làm nhiều gia đình phải sơ tán. Những người tấn công nói chỉ nhằm vào lực lượng tham chiến và vũ khí, nhưng tôi đảm bảo rằng bệnh viện đang chật kín dân thường, ông nói. Trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã công bố đề xuất chung với Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 21 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Chúng tôi hy vọng về đề xuất ngừng bắn sẽ được chấp thuận ngay lập tức, ông nói. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua leo thang nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây tổn thất về người lớn. Loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 17 và 18 tháng 9 khiến ít nhất 39 người không qua khỏi và gần 3.000 người bị thương. Nhóm vũ trang Liban cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận. Hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau đó.
Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền Đông và miền Nam Liban hôm 23 tháng 9, khiến ít nhất 565 người không qua khỏi, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ và hơn 1.800 người bị thương. Để trả đũa, Hezbollah ngày 22 đến 24 tháng 9 đã phóng hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel, cách biên giới Liban khoảng 50 đến 60 km. Nhóm vũ trang Liban hôm 25 tháng 9 cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. IDF khẳng định đã đánh chặn quả đạn và xác nhận đây là lần đầu tiên tên lửa Hezbollah vươn tới khu vực Tel Aviv. Ngày 25 tháng 9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ bà Sabrina Say cho biết nước này không cho rằng khả năng Israel tấn công trên bộ vào Liban là điều sắp xảy ra. Đồng thời cho biết thêm, Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Phát biểu với lữ đoàn thiết giáp số 7 trong một cuộc diễn tập gần biên giới Israel-Liban cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halevi nhấn mạnh rằng sẽ không có sự chậm lại trong hoạt động quân sự, đồng thời cho biết Israel đang chuẩn bị điều động lực lượng. Phát biểu trong họp báo tại Lầu Năm Góc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ bà Sabrina Say nhắc lại lập trường của Mỹ rằng vẫn còn thời gian và không gian cho nỗ lực ngoại giao. Bà nhấn mạnh, Mỹ muốn thấy một giải pháp ngoại giao và một giải pháp để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện. Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng tại Trung Đông ngày càng lớn. Theo ông Macron, lực lượng Hezbollah đang phải chịu hậu quả lớn khi lôi kéo người dân Liban vào cuộc chiến, trong khi Israel cũng không thể không chịu hậu quả nếu mở rộng hoạt động quân sự sang Liban. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres đã cảnh báo Liban đang bên bờ vực của cuộc xung đột. Trong vòng 48 giờ qua, hơn 550 dân thường Liban đã thiệt mạng bởi đạn pháo của quân đội Israel, và Israel vẫn chưa ngừng các cuộc không kích, buộc hàng trăm người dân Liban ở phía nam phải di rời tìm nơi lánh nạn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, các biên giới được quốc tế công nhận sẽ được bảo đảm trên toàn thế giới và Pháp sẽ hành động để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ngăn chặn xung đột lan rộng khu vực. Theo đề nghị của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về tình hình Liban vào chiều tối 25 tháng 9. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và đề nghị Iran sử dụng ảnh hưởng để hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng như ủng hộ một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo nhà lãnh đạo Pháp, cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài quá lâu và quá nhiều người vô tội đã thiệt mạng. Tổng thống Pháp nhấn mạnh cuộc xung đột tại Gaza phải dừng lại và lệnh ngừng bắn đến càng nhanh càng tốt, đi kèm cùng lúc với việc thả các con tin và cứu trợ nhân đạo. Nhà lãnh đạo nước Pháp hôm qua cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an theo hướng hạn chế quyền phủ quyết trong trường hợp xảy ra tội thảm sát hàng loạt để giúp cơ quan chủ chốt của Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi đó, trước thực tế số người thương vong sau các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục gia tăng, Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ dân thường. Trong lúc tình hình Liban tiếp tục diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Penny Wong tiếp tục kêu gọi người dân nước này nhanh chóng rời khỏi Liban. Hiện nay nhiều chuyến bay đã bị hủy và cũng có khả năng sân bay Beirut sẽ đóng cửa. Vì thế, bà khuyên người dân cần phải nắm bắt mọi cơ hội để có thể rời khỏi nước này càng sớm càng tốt. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Australia, 12 nước và khu vực gồm Mỹ, Australia, Canada, Liên minh châu Âu, EU, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Anh, Qatar đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tình hình giữa Liban và Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 là không thể chấp nhận được, làm dấy lên nguy cơ leo thang bạo lực lan rộng hơn trong khu vực. Tuyên bố này khẳng định thực tế không mang lại lợi ích cho bất cứ ai, kể cả người dân Israel lẫn người dân Liban. Tuyên bố cũng nhấn mạnh đã đến lúc phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giúp người dân ở cả hai bên chiến tuyến được trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, ngoại giao không thể thành công trong bối cảnh xung đột này leo thang. Vì vậy, 12 nước và khu vực kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trên khắp biên giới Liban-Israel để tạo không gian cho ngoại giao hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao phù hợp với nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuyên bố này có đoạn: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ Israel và Liban,
ngay lập tức chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời phù hợp với nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian này và tạo cơ hội thật sự cho một giải pháp ngoại giao. Sau đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao để tiến tới việc ký kết một thỏa thuận giữa Liban và Israel trong thời gian này, dựa trên những nỗ lực trong nhiều tháng qua nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 25 tháng 9 thông báo sẽ huy động lại hai lữ đoàn dự bị nhằm tăng cường các hoạt động quân sự ở miền Bắc, đặc biệt là để chống Hezbollah. Ngay sau thông báo, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 60 mục tiêu của Hezbollah, bao gồm các cơ sở tình báo mà phong trào này sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của Israel ở miền Bắc. Trước thách thức này, chúng ta cần nhận định lại tình hình an ninh. Quân đội Israel cần sẵn sàng cho mọi tình huống. Sự sẵn sàng này có thể bao gồm cả khả năng tấn công trên bộ vào Liban nếu cần thiết. Với những bước chuẩn bị này, Israel có thể đang hướng tới các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với Hezbollah. Các bạn có thể nghe thấy tiếng máy bay phản lực ở trên cao. Chúng ta đã tiến hành tấn công trong suốt ngày hôm nay. Điều này là để chuẩn bị cho khả năng một cuộc tấn công trên bộ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Ngày hôm nay thì Hezbollah đã mở rộng phạm vi hỏa lực và sau ngày 25 tháng 9, chúng sẽ phải hứng chịu một đợt phản ứng rất mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng ta sẽ tiếp tục và không dừng lại. Sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah ở khắp mọi nơi. Mục tiêu rất rõ là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần chuẩn bị tiến trình điều động, nghĩa là các bạn, quân đội, quân cơ động sẽ tiến vào lãnh thổ của kẻ thù, tiến vào các ngôi làng mà Hezbollah đã chiếm đóng làm tiền đồn quân sự lớn, có cơ sở hạ tầng ngầm, điểm tập kết và bệ phóng tên lửa nhắm vào lãnh thổ Israel và thực hiện các cuộc tấn công vào thường dân Israel. Khi các bạn tiến vào những khu vực đó với vũ lực, chạm trán với lực lượng Hezbollah, các bạn sẽ cho chúng thấy thế nào là việc đối mặt với một lực lượng chuyên nghiệp, có kỹ năng cao và kinh nghiệm chiến đấu. Các bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều và có nhiều kinh nghiệm hơn chúng. Các bạn sẽ tiến vào tiêu diệt kẻ thù ở đó và phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng một cách quyết đoán. Đây là những điều sẽ cho phép chúng ta đưa cư dân ở miền Bắc trở về một cách an toàn. Cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vốn đã leo thang trong thời gian gần đây, đang đưa ra nhiều lý do chiến lược khuyến khích Israel thực hiện hành động mạnh mẽ, bao gồm cả chiến dịch quân sự ở Liban. Thứ nhất, cạn kiệt các lựa chọn. Một trong những lý do chính khiến Israel có thể tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ là vì các phương án khác nhằm đối phó với hỏa lực của Hezbollah đang dần bị cạn kiệt. Israel đã phải đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa từ phía Hezbollah trong suốt thời gian giao tranh ở Gaza. Thứ nhất, sự hỗ trợ của Liban dành cho Gaza sẽ tiếp tục, bất kể phải mất bao nhiêu lâu cho đến khi xung đột tại Gaza kết thúc. Thứ hai, người dân ở phía Bắc Israel sẽ không được trở về. Thay vào đó, họ sẽ phải tiếp tục di rời. Giải pháp quân sự của Israel chỉ làm sâu sắc thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan của Israel và người dân phía Bắc mà không giải quyết được vấn đề của họ. Vì vậy, hãy đến Gaza và chấm dứt xung đột. Các phương án phi quân sự hoặc pháo kích cũng như tấn công không quân có vẻ không đủ để ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công từ phong trào này. Điều đó buộc Israel phải xem xét việc tiến vào miền nam Liban nhằm mục đích vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Những mối đe dọa sẽ không ngăn cản chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ không sợ những kịch bản nguy hiểm nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với mọi kịch bản về quân sự. Thứ hai, Hezbollah đang suy yếu. Rủi ro khi đối đầu trực tiếp với Hezbollah hiện nay cũng thấp hơn nhiều so với một tuần trước. Trong suốt một tuần qua, tôi có thể nói rằng theo nhiều cách, chúng ta đã cô lập giới lãnh đạo Hezbollah.
Lực lượng Radwan đã phải chịu đòn chí mạng khi toàn bộ ban lãnh đạo của họ đã bị tiêu diệt, bao gồm cả các chỉ huy khu vực và lữ đoàn và đội ngũ nhân viên do ông Akin chỉ huy. Toàn bộ các đơn vị trong các bộ phận khác nhau đã trở nên vô hiệu do các hoạt động được tiến hành vào đầu tuần. Trong đó, chúng ta đã tấn công hàng loạt các kẻ khủng bố. Tôi nghĩ rằng vào ngày 23 tháng 9 vừa qua là một đỉnh cao đáng kể khi mà chúng ta đã phá hủy hàng chục nghìn tên lửa và đạn dược. Điều này có tác động rất lớn đến năng lực của Hezbollah. ואני חושב שהיום הזה זה גולת כותרת. ביום הזה למעשה הגענו למצב שעשרות אלפי רקטות, טילים, מדויקים ואחרים, יוצאים מקשירות. לעניין הזה יש משמעות מכרעת על יכולות חיזבאללה. Các đợt tấn công không ngừng của Israel đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah, khiến họ không còn ở trong tình trạng mạnh mẽ như trước đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công trên bộ khi đối thủ đang bị tổn thất và mất đi sức mạnh. Sáng 23 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel đã phát động một chiến dịch tấn công chủ động. Về cơ bản thì chúng ta đã nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến đấu mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm qua. Điều này rất quan trọng. Chúng ta đang tấn công các mục tiêu và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Mọi thứ đều hướng đến việc tạo điều kiện để đưa người dân miền Bắc trở về nhà. Thứ ba, thời gian cho các giải pháp ngoại giao đã hết. Israel cũng đã để Mỹ và cộng đồng quốc tế phải sử dụng biện pháp ngoại giao với Hezbollah trong suốt 11 tháng qua nhưng không có kết quả. Điều này làm giảm khả năng Mỹ tiếp tục gây áp lực buộc Israel giữ vững lập trường mềm mỏng, mở ra không gian cho hành động quân sự mạnh tay hơn từ phía Israel. Xét về một cuộc tấn công trên bộ, đó là vấn đề của phía Israel. Chúng tôi chắc chắn không muốn thấy bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến leo thang hơn nữa trong khu vực. Chúng tôi vẫn tin rằng vẫn còn cơ hội cho ngoại giao. Chúng tôi muốn thấy một giải pháp ngoại giao và một nghị quyết để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện. Về hoạt động của Israel, bạn sẽ phải nói chuyện với họ. Việc Washington không đạt được kết quả đáng kể trong các nỗ lực ngoại giao khiến cho Israel ít phải lo ngại về phản ứng của Mỹ nếu họ quyết định tấn công Liban. Good evening. Chúng tôi muốn một giải pháp ngoại giao hoàn toàn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của mình ở phía Bắc là đưa những công dân trở về. Những người đã trở thành người tị nạn ở đất nước của họ, chúng tôi buộc phải đưa họ trở về nhà, trở về trường học và trở về với gia đình. Chúng tôi quan tâm tới sự đau khổ của họ. Nếu chúng tôi không thể đưa họ trở về nhà, điều đó có nghĩa là chúng tôi không làm tròn trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho họ. Đó là lý do tại sao chính phủ Israel quyết định mở mặt trận này. Đừng nhầm lẫn một quốc gia hòa bình với một quốc gia không có khả năng tự vệ. Chúng tôi có phương tiện, có khả năng để đạt được những mục tiêu đó. Nếu ngoại giao không thể đưa những cư dân của chúng tôi trở về nhà, thì chúng tôi buộc phải sử dụng mọi phương tiện có trong tay theo luật pháp quốc tế để đạt được mục tiêu của mình. Thứ tư, mục tiêu của chiến dịch trên bộ. Nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, có khả năng cao là lực lượng phòng vệ Israel sẽ tập trung vào khu vực an ninh ở miền nam Liban. Điều này giúp loại bỏ hỏa lực tên lửa tầm ngắn của Hezbollah, đồng thời có thể dùng khu vực này như một con bài mặc cả nhằm ép Hezbollah tránh xa các khu vực chiến lược. Chiến dịch quân sự của Israel không nhất thiết phải mở rộng ra toàn bộ Liban trừ khi Hezbollah tấn công mạnh mẽ vào sâu bên trong lãnh thổ Israel với tên lửa tầm xa. Chúng tôi cố gắng để chiến dịch này diễn ra càng ngắn càng tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi tấn công với sức mạnh lớn. Do đó chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi là đạt được các mục tiêu và đưa người dân miền Bắc trở về nhà. Và chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Về thời điểm có thể xảy ra chiến dịch trên bộ, các sự kiện gần đây, đặc biệt là việc lực lượng phòng vệ Israel huy động thêm hai lữ đoàn dự bị, cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong thời gian ngắn tới. Kế hoạch ban đầu của Israel có thể đã hướng đến hoàn thành chiến dịch trước tháng 11 năm nay để tránh mùa đông khắc nghiệt ở Liban. Nhưng tình hình đang diễn biến nhanh chóng và đẩy nhanh thời gian thực hiện.
Tuy nhiên, Hezbollah không phải là Hamas và Israel hiểu rõ điều này. Hezbollah hơn hẳn Hamas về cả số lượng và sức mạnh quân sự. Các nhà quan sát độc lập tin rằng Hezbollah có thể triển khai từ 20.000 đến 40.000 chiến binh. Nhóm này được cho là có kho vũ khí lên tới 150.000 tên lửa và rocket. Nhiều trong số đó là các thiết kế tiên tiến của Iran có khả năng bắn sâu vào lãnh thổ Israel. Ngay cả khi bị đánh bại phần lớn, họ vẫn có khả năng gây tổn thất nặng nề cho Israel. Một câu hỏi khác đang được đặt ra cho Israel là liệu họ có thể tách biệt giữa Hezbollah và Hamas hay không? Hay liệu sức mạnh quân sự của Hezbollah sẽ buộc Israel phải xem xét việc ký kết một thỏa thuận với cả hai nhóm vũ trang để chấm dứt mối đe dọa ở miền Bắc nước này? Ngày 25 tháng 9, tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng quan điểm của Trung Quốc về quan hệ với Nga là không thay đổi so với khi hai nước mới thiết lập quan hệ. Và giờ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố trong thời kỳ mới vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn với Liên Hợp Quốc là trung tâm. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định việc ủng hộ Nga trong vai trò chủ tịch khối BRICS cũng như việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối tại Kazan, Nga, qua đó mở ra một chương mới trong khuôn khổ hợp tác của BRICS. Về phần mình, Bộ trưởng Lavrov khẳng định Nga mong muốn hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy phát triển hơn quan hệ song phương.